Nè, con nói cho bác nghe, bác coi cái clip này giải trí thôi, hiểu không? Đừng có tin bất kỳ một cái câu trả lời nào trong cái clip này hết. Nói như là về cái mặt gọi là nội dung thôi bác ha. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với cùng với S Channel. Và đây là một số về hỏi các thành viên S Channel ai hiểu như tăng nhất. Yeah. Không phải tôi. Không phải tôi luôn. Chị đó, là tôi đó. Tôi á là 100% hiểu, 200%, 300% luôn á, chứ không phải là bao nhiêu phần trăm nữa. Dưới cái người mà hiểu Nhi Tăng nhất chắc chắn là tôi. Còn cái người không hiểu Nhi Tăng nhất chắc chắn là tôi. Nãy nó kêu tụi tôi là nói tốt cho nó đi, nó bao cho tụi tôi đi Starbucks. Nhưng mà tụi tôi giàu mà. Tụi tôi có làm được chồng của mình mà. Đây là tụi tôi sẽ nói tốt nó đi. Rồi anh nghĩ là em 50 thì chắc anh chỉ được 30-40 thôi. Câu mừng chăm. Thật ra là mình thấy là cái câu hỏi này là một câu hỏi không có giá trị. Tại vì hả, nếu mà nói hiểu bao nhiêu phần trăm á thì hả, bà chắc chắn là tụi tôi sẽ cố gắng trả lời đúng hết sức có thể. Nhưng mà con Nhi Tăng á, cái miệng nó hồi nãy nó quay cái kia, tôi không chắc là nó trả lời thật lòng đâu mà gọi là đúng bao nhiêu phần trăm. Cái này muốn đúng bao nhiêu phần trăm là phải so sánh kết quả của Nhi Tăng ngược lại với tụi tôi. Tại vì đáp án ở đây mới là đáp án đúng. Mọi người, mình nghĩ là mọi người sẽ hiểu tầm 50% thôi. Anh trả lời trước không? Họ tên là Tăng Gia Nhi. Tiếng Hoa đọc là Tráng Gia Ở. Rồi, sinh ngày 17 tháng 4 năm 2002. Không biết là nó cung gì nhưng nó thích cung khủ. Khủ là cái gì? Tên là Tăng Gia Nhi. Về cái thông tin tên của mình thì có nằm trên cái tóc của mình, mọi người lên coi nha. Rồi, ngày tháng năm sinh là 17 tháng 4 2002, cung khủ là Bạch Dương. Khoảng 5kg. Chiều cao là 1m6. 1m6. Làm gì 1m6? Cao bằng tôi. Ai vậy hả? Mày 1m6 hả? Tao nghĩ mày 1m5. Nhi Tăng cao 1m5, nặng 87kg. Đúng rồi đó. Hợp đó. Cũng mất cung khủ. Ê, biết có thể là lấy cái hình của nó xong rồi mình chỉnh tròn ra cho nhìn nó giống vậy được giùm em. Hiện tại là mình đang là vừa tròn 1m6. Con nặng phải nó luôn hả? Cân nặng 87kg. Nhi Tăng, Tăng Tăng. Rồi à, cô gái Trung Hoa. Trung Hoa. Rồi Cross Quốc Dân. Cross Quốc Dân, em gọi ở Cross Quốc Dân là tự đặt cho mình đó chứ ai gọi nó bằng cái tên đó đâu. Gần đây có tên là Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ là chị Giang đặt. Thì đúng rồi. Ba tờ. Ba tờ. Nhưng mà cái này là thân mới được gọi mọi người. Tụi mình cũng biết là cái từ này đối với một vài người sẽ hơi nhạy cảm, nhưng mà tại Nhi Tăng nó cho tụi mình gọi cái từ này. Với lại tụi mình là kiểu vua. Reboot. Nhi Tăng. Ê đúng rồi, nó có từ nhớ vậy mà. Nó không từ nhớ cái việc danh thì cũng thích gọi nó là vậy á. Hồi xưa nó đi học á thì em đặt cái tên cho nó là Ti Gia Nhân. Tại Tăng Gia Nhi thì nói lái là Ti Gia Nhân. Mà Ti Gia Nhân nó cũng có nghĩa là nhân nhúng dây á, không có được căng tràn á. Con ba tê, rồi có con Tăng. Rồi có một cái biệt danh mà mình tự đặt ra cho mình là Mỏ Hổn Xì Tiên, Mỏ Hổn Sài Gòn, Mỏ Hổn Ba Tê rồi đó. Có thể là bánh bèo đó, bèo nhúng nhúng. Hồi xưa không biết nha, bây giờ bà mặc rất là châm viên đó mọi người. Rồi bà thường thấy Nhi rất là áo crop top với lại quần jean dài, quần jean dài, quần dài. Nó cứ xóa cái tóc của nó xuống nữa, nó xóa nữa mà nó búi một cái cục xong rồi xả cái đúng cái rồi đúng rồi nó cảm giác như là kiểu như là nó mới đi qua 7-7-49 kiếp nạn về, kiểu nó rất là mệt mỏi. Nhưng mà lúc mà lên video nó cũng bảo là đi học nghiên cứu về cái gì nhỉ, công nghệ sinh học thì rất là vui, nhưng mà mỗi lúc mà nó đến công ty á, lúc nó chưa quay á, nhìn nó khổ lắm, lên xuống thất thường, rất là thích mặc đồ xòe xòa đi sự kiện rồi mặc đồ lồng lộn đi làm. Rất là hay thích mặc những cái áo khoác dù. Những cái áo dù đó chị muốn đô hết mấy cái áo khoác dù của nó để nó có thể nó về đúng. Nói chung là em thấy á, một cái người thì người ta có thể có những lúc xòe xòa, có những lúc lồng lộn, nhưng mà cái phong cách á thì nên là nó ổn định. Còn Nhi Tăng á thì hả, nó sắm đồ rất là nhiều, nó mua đồ để nó đi những cái sự kiện rất nhiều, nhưng mà nó toàn mặc đồ đi sự kiện, nó đi làm thôi. Lúc mà đi những cái nó đi chơi, đi du lịch nè, nó đi qua tới Thái Lan luôn, nó đại diện nhan sắc Việt Nam luôn, mà nó mặc cái áo nhìn giống như áo thun quần sọc xà lõm đi ra đường Thái Lan, nghĩa là đẹp chưa thì tụi mình cũng nói thẳng với nó rồi mọi người. Đúng rồi. Nó không có chịu tiếp thu nên bây giờ tụi mình nói trên sóng luôn, tụi mình tạt vô mặt nó mỗi ngày luôn, nên là mọi người cũng đừng có khó khăn. Đúng không? Sến và rất sến cho cả nhà đó. Nhi Tăng thì hay thích mặc màu trắng hồng, trắng hồng xanh dương, em nói chung là tùm lum màu ấy mọi người ơi. Nhưng mà Nhi Tăng thì ít mặc váy. Đúng rồi, Nhi Tăng là váy hay mặc quần. Mình là một người tự tin là ăn mặc rất đa dạng. Mình là một Gen Z năng động. Mình có thể mặc những cái đồ thật là trẻ trâu, cũng có những cái đồ thật là sành điệu, cũng có những cái đồ thật là bánh bèo, sang chảnh. Thật ra thì thường là mình thích đa dạng cái kiểu đó. Nhưng mà thường thích nhất là mặc quần dài với lại áo crop top. Thường là vậy.
Hai người hơn đó, hai người à, hai người là một người qua rồi và một người là đang luôn. Còn à, nếu mà không có tính official thì hai cái bàn tay này cũng không dám kết được. À. Người ta giới thiệu đây là người yêu. Ôi, người ta. Ok, nhưng mà anh ship cái mối đó nên anh vẫn tính cái mối đó 4 nha. Ok, anh thích gì cũng được. Hai. Chị thương mấy? Một hả? Sao chị đánh giá nó tệ vậy? Chị thấy nó mới biết yêu nó mới lú vậy. Hai. Mình nghĩ là hai. À, thấy tôi hay không? Em học chung cấp 3 với nó mà. Là còn cái tiểu học nữa. Em biết người yêu cũ như tao luôn, em hay bấm của Như Tăng lắm. Sao mà vậy? Người của Như Tăng. Nếu mà đã trải qua thì hình như là hai. Nếu mà đã trải qua thì hình như là hai. Ba. Hai, còn thêm người hiện tại thì mới là ba. Mà người đã chia tay chưa? Chưa, sắp. Chừng nào chia tay thì là ba. Hay là ba ta? Tôi nhớ là cỡ. Tôi nghĩ là hai. Không có bút thì bad nhưng mà kiểu vui. Mà tôi để ý thì người ta hay nói là bad boy and good, but good boy and fun. Thì mọi người hiểu rồi đó. Nói chung là thích chơi vui. Còn good hay bad thì sao cũng được. Biết chơi thể thao này, nhưng quan trọng chơi thể thao để chi? Để có cơ bắp, thân hình là vạm vỡ, khúc nào ra khúc nấy. Chứ kiểu mà baby cute hoặc là ấy là không chịu đâu nha. Nói chung là gu của Nhi kiểu thứ nhất là nhìn phải có bề ngoài chút xíu, mặt mũi sáng láng đẹp trai, rồi kiểu như là một tâm điểm của cái gì đó kiểu dạng vậy. Thì mình hoặc là làm gì đấy mà toát ra một cái vẻ nam tính đấy. Đúng rồi, chị thấy là đẹp trai là được. Vậy sao nói bad boy? Ủa là sao? Bây giờ là good boy với bad boy á? Good boy, bad boy chị nghĩ ai? Good là good trong hay là good ngoài? Ý là nó good trong là good gì? Good trong là good gì? Ý là ngoại hình hay là tính cách? Tính cách á. Về tính cách á. Không, con Nhi nó thích kiểu mà hư hỏng á. Không. Còn cái người yêu bây giờ của bạn Nhi Tăng á, là nó thiệt á. Bấy ba hả? Hoài. Hoài. Nhưng mà con Nhi rất là thích tại vì vui. Gu người yêu người đang chắc c*** thôi. Ý là thao túng tâm lý Nhi Tăng á. Bad boy này thì đó nhở? Đẹp trai. Giàu hay là đẹp trai ạ? Đẹp trai. Ừ, chắc không phải là giàu rồi đó. Tại con Nhi nó là bao nuôi bồ đó. Đúng. Nhi Tăng á là ngu. Trời. Nhi Tăng ở trong tình yêu nó là phú bà. Nhưng mà với đồng nghiệp á hả? Nghèo khổ. Ê ừ đúng rồi, nó không, người ta phải đồng nghiệp thì cũng bàn tạ. Kim tiền hàn chi, tiếng sáng chi rô. Nhìn là người dễ thương. Nhũng nhẽo bánh bèo đó, kiểu làm nũng đó. Rồi cũng như là hơi có xu hướng chủ động hơn một chút xíu. Rồi mình nghĩ là cái này mọi người sẽ đoán được. Tôi nghĩ là bà Huy, bà Khánh, bà Hằng rồi mọi người sẽ đoán được. Tại vì tôi rất là hay kể chuyện của tôi cho mấy bà thì xu hướng của tôi vậy. Chứ không có như Thanh Hằng là bị đè đầu cưỡi cổ. Tôi là tôi lật ngược tình thế lại. Sim lót. Sim lót. Cái này là giới trẻ bây giờ gọi là sim. Anh ơi, em yêu anh quá. Với lại là có một vài người á thì là chuyện tình yêu nó chỉ là một trong nhiều việc trong cuộc sống người ta thôi. Nhưng mà Nhi Tăng á là cuộc sống Nhi Tăng là để yêu. Cuộc sống Nhi Tăng hiện tại, giai đoạn hiện tại là để phục vụ cho việc yêu đương. Ăn để yêu, đi làm có tiền để phục vụ cho chuyện yêu. Tất cả mọi thứ làm đều là để yêu. Ê, tự nhiên mày nói đó, tao thấy Nhi Tăng tệ nạn. Có gì tệ nạn? Mình nghĩ là tại vì bạn còn trẻ thôi. Em thấy là một năm trước á thì em cũng đâu đó có những góc nhìn giống bạn. Có một cái bài của Min rất là phù hợp với Nhi Tăng, đó là vì yêu cứ đâm đầu đó mọi người. Tức là Nhi trong tình cảm nha, là Nhi nó sẽ cho đi hết, không quan tâm nhận lại điều gì không. Xin phép trả lời tình huống là như thế này. Nếu mà hỏi chưa khi nào cưới thì sẽ là chắc là khi sẵn sàng đi. Mình nghĩ sẽ khoảng 30 á. Độ mà mình thật sự là học hành xong xuôi rồi, công việc ổn định rồi, lương tháng đều hề đó, thì may ra mình sẽ quyết định tới cái việc đó. Nói thiệt luôn, mình nghĩ là Nhi Tăng còn lâu lắm mới cưới mọi người. Chị cũng thấy là mình có một cái cảm giác giác quan thứ 6 cho em thấy vậy. Nhưng mà nó mới trải qua có 2 mối tình nên chắc chắn nó phải trải qua cái mối thứ 10 thì nó mới cưới được. Cái miệng nó có thể là nó sẽ nói cưới rất sớm, nhưng mà những người càng nói như vậy thì tâm lý của người ta lại càng cưới trễ, giống như chị. Chắc không. Chắc không? Chị luôn nói chị cưới sớm. Mấy tháng nữa đưa thì cứ ói luôn. Theo như lịch trình của Nhi Tăng nha, thì sau khi mà Nhi Tăng học xong là bao nhiêu tuổi? 24 không? 24 à không được, 24 học xong là nhiều khi Nhi Tăng còn muốn đi du học nước ngoài nữa. Cái việc mà cưới hay không nó không nằm ở Nhi Tăng, chứ nằm ở cái bạn trai kia. Chỉ cần mà học xong bây giờ nước mà tỏ tình là nó đồng ý liền, yes I do liền. Để nó luôn luôn sẵn sàng. Yes. Chắn sẽ là chuỗi video team building Vũng Tàu của S Channel năm ngoái. Phải nói là một cái hành trình rất là gian khổ để có thể có được những cái số đó mọi người ơi. Tại vì mấy anh quay phim phải định đi chơi là mấy anh không có quay, nên mọi người cứ cầm máy để cứ dơ để cứ vậy đó. Nói chung là gom xuồng lại cũng rất là vui. Mà để có được cái clip đó là những cái thước phim rất là chân thật, chứ không có lên content như những cái clip mà đó S Channel quay. Em nghĩ Nhi thích nhất cái tour mà đi ăn buổi sáng, cái clip đầu tiên chung với Canh Hy với lại chị Giang. Nó không chơi chung rồi. Chị đáp án là nó thích cái vlog đi Vũng Tàu.
cái tô bún. Tô bún. Tô bún chửi. Tô bún chửi, đúng rồi. Trời ơi, bữa đó tụi mình sẵn bùng ngọt luôn mọi người ơi. Tô bún chửi. Tụi mình mới sẵn mà mọi người ơi, bình thường một cái clip mà hôm nay gì đi quay tour luôn á, cao lắm là 1 tiếng. Ừ. Cái tour đó quay 4 tiếng, sụt về 3 tiếng. Nghĩ là cái xấu nhất của mình luôn á là mình ở hơi dơ. Nhìn mình vậy thôi chứ mình ở hơi dơ. Kiểu như là có những lúc mà mình về mệt quá xong cái mình cứ bài cái phòng đó đó. Thế mình sẽ gom một cái ngày đó mình mới gom lại. Nhưng mà nghe mới coi đây một cái clip TikTok, người ta nói là mấy cái người mà người ta thường dọn dẹp trước mắt cho nó sạch thôi á là những cái người mà kiểu bị ảo tưởng về cái việc là mình ở sạch thôi. Chứ thật ra là bên trong mình cũng ở dơ lắm á. Tôi nghĩ chắc tôi bị mình nó thiệt lắm rồi. Chị tình cảm đi ha. Mình là một con người có tật xấu là mình rất là mau chán. Không có chuyện tình cảm không mà rất là nhiều thứ khác. Là ví dụ như là một cái việc gì đó mà cứ làm đi làm lại là mình sẽ rất là chán. Một cái người mà tiếp xúc hoài mình rất là chán. Hoặc là ví dụ như cái phòng của mình đó mà những cái design nằm trong đó nó cứ nhẹ hoài là mình sẽ rất là chán. Rồi cái người mà mình thích nó cũng phải kiểu như là mỗi ngày một cái niềm vui. Chứ mà đừng có mà cứ lặp đi lặp lại giống nhau qua các ngày thì nó sẽ bị dễ chán mọi người. Như Tăng hoàn hảo, nó có tật xấu gì chứ. Anh gì vậy? Anh sao vậy? Anh mới vừa nói gì rồi chiều và anh kêu là nó không có tật xấu. Thì cái đó đâu có xấu đâu, cái đó bình thường mà. Đi trễ cũng linh 10 thì như 9 á, kiểu vậy. Rồi. Hổn hả? Nè, cái miệng nó hổn nè, nó hay đi trễ nè. Nó hả không tôn trọng giờ giấc của người khác nè. Vô trách nhiệm. Nó hả vô trách nhiệm nè. Nó hay quên nè. Nó nãy sao trước khi bắm máy quay gãy được nhiều lắm. Nó còn xài nhiều tiền lắm. Phung phí. Nó rất là phung phí luôn. Bá ơi, chú hành tình ơi. Xin phép mát cho chú. Mỗi lần nó muốn rủ mà đi chơi á thì thay vì nó nói là ê bà đi cà phê không, nó không nhắn vậy, nó ghi là ê đi đốt tiền không. Ôi, xong rồi tôi rủ đi mua đồ chung á, tôi đâu có mua đồ đâu bà, nó mua không à. Ê, một tuần nó đi gọi đầu tiệm chắc phải 5 ngày. Thì đó. Nói với Linh đó là cùng một vụ. Đúng rồi, nếu như mà top 1 đi trễ là Gia Linh thì top 2 là Nhi Tăng. Ngoài ra Nhi Tăng cũng là top những người không nên tin tưởng nữa tại vì đây, cái danh sách đó là mình là người lập ra. Hiện tại thì mới có 3 cái tên nằm trong danh sách đó thôi. Tại vì mình chưa đi du lịch với Linh, chứ mình mà đi đâu với Linh là chắc chắn là lòi nó ra top 4. Top 3 nhưng không nên tin tưởng ở trong công ty này. Đầu tiên là Tăng Gia Nhi, thứ hai là Lê Thị Thanh Hằng và thứ ba là Nguyễn Đức Huy. Đây là 3 người chúng ta không thể nào tin tưởng trong công ty này. Chắc chắn là tật xấu đi trễ. Và thật sự là mình rất là lên án cái vấn đề này nha mọi người ơi. Nhân cái clip này mình cũng chia sẻ với mọi người luôn. Ngoài mọi người vẫn thường biết đến Linh Thị Gà với cái biệt danh là đi trễ, và thậm chí là nó còn lan truyền đến rất nhiều những cái bên đối tác của E Channel. Họ cũng đã than phiền rất nhiều về việc Linh đi trễ. Nhưng mà cái chuyện đấy là chuyện xưa như diễm rồi mọi người. Cái người mà thực sự là đi trễ mà gọi là thật sự mọi người không thể tưởng tượng được cái sự trễ nải nó như là đâu, chính là Nhi Tăng nha mọi người ơi. Trầm hủy kèo nha mọi người ơi. Trầm hủy kèo luôn. Ví dụ như mình hẹn là ở hôm nay là 6 giờ đi đây đúng không? Thì cái 5 rưỡi nhắn tin là hôm nay tôi không đi đâu nha. Tôi bạn này bạn kia. 5 rưỡi mới nha. Cái câu hỏi này rất vô duyên. Tự nhiên mục đích làm mấy channel giống như là tôi vô đây có mục đích vậy mọi người. Mình không hề mục đích gì hết. Mình là apply vô để có thể thỏa sức sáng tạo thôi. Vô đây là nghe nói là trong này làm. Nhưng mà không, ở đây là thì cũng hồi xưa cũng nghĩ vậy, hồi mới vô thì cũng nghĩ vậy thiệt. Với lại cũng thấy bản thân mình phù hợp với cái ngành mà nói li gì nè. Tiền. Ê, thua quá. Nhưng mà đúng rồi, chuyện đó bình thường thôi. Một cái con người làm trong lĩnh vực truyền thông á là phải hướng tới thứ nhất là cái sự nổi tiếng, cái sự được khán giả biết đến. Thì đi kèm theo đó là sao? Mình muốn khán giả biết đến mình phải nâng cấp hình ảnh của mình thì tất nhiên là phải có thêm cái phần chi phí cho cái phần đó. Mình nghĩ là Nhi Tăng đang làm rất là tốt trong cái quá trình làm những cái chuyện đó. Bởi vậy á nó mới đắt được những cái điểm xấu của nó đó. Chứ không là nó chết danh Huy rồi. Kiếm tiền nuôi trai. Không phải. Trước khi vào cái channel thì nó không bị tiền, vào xong mới thấy nhiều tiền quá mới là bị tiền. Không, mục đích của nó là kiếm tiền nuôi trai chắc chắn luôn. Bởi vì là ban đầu nó đâu có đi làm đâu thì có tiền đâu, nên là đâu nuôi trai được. Đó. Bác coi cái clip này giải trí thôi, hiểu không? Đừng có tin bất kỳ một cái câu trả lời nào trong clip này hết. Câu này rất vô tri luôn, thật sự người ta đang làm hừng hực cái khí, người ta làm nguyên cái clip dài vậy mà hỏi chừng nào nghỉ. Chưa có muốn nghỉ đâu, trước mắt là còn ổn. Chừng nào mà chắc tới khi anh Huy đuổi á thì may ra. Hoặc là ví dụ như tới lúc đó mọi người không cho làm content Facebook nữa. Hôm nay thỉnh thoảng nó học mệt quá, nó bảo hay là thôi em nghỉ đi học nhỉ. Nhưng sau vài bữa là thấy nhận quảng cáo, có đi làm còn chăm hơn trước nữa. Nhiều khi nào mà có thế hệ mới vô rồi kiểu nó phải lấy chồng mà. Lấy chồng đồ, mình có suy nghĩ là lùi về sau cho hậu bối nó lên. Ê, theo cái đà này nếu như mà nó không đi du học, nó không có định hướng đi du học thì nó sẽ không nghỉ ở S Channel. Trong một cái tương lai nào đó mà mình ví dụ như có một cái offer nào đó mời Nhi Tăng thì em nghĩ là Nhi Tăng cũng sẽ kiểu như là ráng maintain hai bên cùng một lúc. Nhi Tăng sẽ còn làm ở channel cũng hết cái thời gian mà Nhi Tăng học đại học đó. Còn sau khi học đại học xong thì mình thấy là Nhi Tăng có kế hoạch sẽ đi du học, học thạc sĩ, cho nên mình nghĩ có thể là thời điểm đó thì sẽ gọi là tạm nghỉ ở channel. Nếu mà lúc đó thì giống như là làm từ xa thôi. Rồi để coi là ai sẽ là người hiểu Nhi Tăng nhất nha. Đi chờ câu trả lời để coi gọi là thước đo tình bạn của chúng ta sẽ tới đâu.
Rồi tiếp đi. Rồi vậy nha, cảm ơn mọi người đã theo dõi nguyên cái số này nha. Mọi người muốn tiếp theo là làm về idol thì có thể comment lại cho tụi mình biết nha. Và đừng quên like, share và subscribe cho channel. Bye bye. À đây là video ai hiểu Nhi Tăng nhất. Không biết là mọi người thấy ai, ai là người trả lời cái câu hỏi mà đúng trùng với những gì Nhi Tăng nói nhất thì mọi người có thể comment bên dưới tụi mình biết nha. Không, ai là người có câu trả lời hay nhất, thuyết phục nhất thôi, chứ không cần trùng với những lời Nhi Tăng nói. Tại vì những lời Nhi Tăng nói là những lời nói xạo. Nhi Tăng là một con người, tật xấu cuối cùng là nó rất là hay nói xạo. Nó rất là hay, nó rất là xảo trá mọi người. Nó là một con rắn. Rồi và cái video thì á, nếu như bá Nhi Tăng mà coi video này thì tụi con chỉ nói giỡn cho vui thôi, muốn nhắc nhở để bé nó trưởng thành lên. Con nói thiệt đó, nhốt con rắn này vô chuồng, chúng ta phải nhốt nó, diệt trừ nó, đừng cho nó đẻ trứng. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Nè, mà nói cho ba nghe, ba coi cái clip này giải trí thôi, hiểu không? Đừng có tin bất kỳ một cái câu trả lời nào trong cái clip này hết. Nó chỉ là về cái mặt gọi là nội dung thôi ba ha.